Hàn Quốc phát hiện đường dây tiêu thụ đồ gian về Việt Nam. Hải Phòng tính chi 131 tỷ đồng xây tường đài ngang với số tiền xây 32 nhà trẻ. Việt Nam phục dựng thành công nỏ thần trong truyền thuyết. Ông Trump rời Florida bay tới New York để làm thủ tục bị truy tố hình sự. Khinh khí cầu Do Thám đã thu thập và chuyển về Trung Quốc thông tin tình báo về các địa điểm quân sự của Mỹ trước khi bị bắn hạ. NATO kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho phóng viên tờ Wall Street Journal. Binh sĩ xe tăng Ukraine sẵn sàng phản công ở miền Đông. Và Malaysia bỏ án tử hình bắt buộc và án tù chung thân. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho hay họ đang cân nhắc dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố đề xuất lên, các báo Việt Nam tường thuật hôm 3 tháng 4. Tin cho hay dự án có tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng để xây quảng trường, tượng đài và phù điêu, đài phun nước, khuôn viên cây xanh, v.v. trên diện tích hơn 2,6 ha giáp đường vào sân bay Cát Bi. Một đại diện chính quyền Hải Phòng không nêu danh tính cho biết rằng các lãnh đạo đảng và chính quyền thành phố đã có văn bản đồng ý lựa chọn mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng đài chiến thắng Cát Bi. Theo tìm hiểu của VOA, sử sách Việt Nam mô tả vào rạng sáng ngày 7 tháng 3 năm 1954, 32 cán bộ và binh sĩ Cộng sản Việt Nam tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng, chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút vào sân bay Cát Bi, phá hủy và đốt cháy khoảng 59 máy bay các loại, làm tê liệt hoạt động tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ của quân đội Pháp. 16 cán bộ binh sĩ Cộng sản bị bắt và tử trận. Dư luận Việt Nam trên mạng xã hội tỏ ý không mấy ủng hộ dự án xây dựng tượng đài kể trên của Hải Phòng nói riêng và các tượng đài trên khắp Việt Nam trong thời gian gần đây nói chung, theo quan sát của VOA. Thượng tá công an nhà báo Nguyễn Hồng Lam có hơn 62.000 người theo dõi trên Facebook đưa ra ý kiến trên trang cá nhân hôm 3 tháng 4 rằng trên đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, việc xây dựng tượng đài ở một đôi chỗ tiêu biểu còn có lý, nhưng đua nhau dựng tượng đài chiến thắng ở tỉnh này huyện nọ là việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Có ước tính cho thấy kinh phí để xây tượng đài chiến thắng Cát Bi tương đương với số tiền xây được 32 trường mầm non cấp xã ở Hải Phòng. Một kỹ sư Việt Nam được cho là đã tái hiện được chiếc nỏ thần bách phát bách trúng tương truyền đã giúp cho An Dương Vương đẩy lùi được quân xâm lược của Triều Đà từ phương Bắc gần 2.300 năm trước. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Ông Vũ Đình Thanh, một kỹ sư tên lửa hiện đang làm việc cho một công ty Nga, đã dựa vào một di vật khảo cổ là chiếc mũi tên đồng được khai quật ở khu di tích Cổ Loa để nghiên cứu phục dựng lại chiếc nỏ thần trong nhiều tháng. Chiếc nỏ thần phục dựng này đã được trưng bày trong khuôn khổ hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa, xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại và được Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đích thân bán thử, theo tờ Lao Động. Hãng tin nhà nước cho rằng chiếc nỏ thần này là phương pháp duy nhất trên thế giới cho phép bắn cùng lúc nhiều mũi tên và nó đã được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp quyền sáng chế. Điểm đặc biệt của chiếc nỏ này là mũi tên ba cạnh giúp nó có độ xoáy rất lớn khi bay theo nguyên lý khí đồng học. Mũi tên có thể xoay như mũi khoan, có độ sát thương cao, cùng đó nỏ có thể bắn cùng lúc nhiều mũi tên, trúng mục tiêu với khoảng cách hàng trăm mét, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam miêu tả. Hiện tại, mô hình phục dựng nỏ thần An Dương Vương của kỹ sư Thanh cũng đang được trưng bày tại Bảo tàng Trưng bày Cổ vật Cổ Loa. Lịch sử Việt Nam ghi lại An Dương Vương, người sáng lập ra triều đại Âu Lạc với kinh đô là Cổ Loa, ngày nay thuộc ngoại thành Hà Nội, sau khi đánh tan quân Tần vào năm 257 trước công nguyên là người sáng chế ra chiếc nỏ thần. Một đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp về Việt Nam đã bị nhà chức trách Hàn Quốc phanh phui với 15 người bị bắt giữ, trong đó có một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Theo đó, người Việt này bị cáo buộc mua các điện thoại di động ăn cắp với giá 200.000 won, tức khoảng 4 triệu đồng mỗi chiếc. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, người này đã thu lợi bất chính khoảng 18 triệu won, tương đương gần 320 triệu đồng. Doan hấp dẫn nguồn từ cảnh sát tàu điện ngầm Seoul cho biết hôm 2 tháng 4. Cảnh sát Hàn Quốc không tiết lộ danh tính cũng như quê quán của người Việt tiêu thụ đồ gian này. Phần lớn nạn nhân bị mất cắp điện thoại là hành khách say xỉn trên tàu điện. Những người khác bị bắt giữ về tội ăn cắp và bán đồ ăn cắp cho người Việt này. Họ đã bị chuyển sang cơ quan công tố để truy tố.
Để xóa dữ liệu bảo mật trên điện thoại, những kẻ ăn cắp đã gửi tin nhắn đến nạn nhân rằng họ tìm thấy điện thoại bị mất và yêu cầu họ tới lấy. Họ cũng gửi đường liên kết được cho là thể hiện địa điểm để đến lấy điện thoại, nhưng muốn xem được các nạn nhân phải đăng nhập tài khoản điện thoại của họ. Từ thông tin đăng nhập này của nạn nhân, kẻ gian đã tiếp cận được nội dung điện thoại. Nhờ đó họ đã xóa hết dữ liệu trong máy và cài đặt lại trước khi mang đi bán. Để tránh bị phát hiện, những chiếc điện thoại này sau đó được thu gom và tuồn về Việt Nam tiêu thụ. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường được người lao động Việt Nam ưa chuộng nhất do mức lương cao, môi trường làm việc tốt và chi phí xuất nhập cảnh thấp. Hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam ở Hàn Quốc làm các công việc chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý đầu năm nay của Tổng cục Thống kê cho biết, nền kinh tế đang kém sức mua. Theo đó, mất việc và lạm phát khiến người dân ít lui tới các trung tâm thương mại và chấp nhận chọn hàng thiết yếu rẻ tiền hơn. Hồi trước mình cũng thu nhập một ngày 200 ngàn nhưng mà mình chi có thể là 150 ngàn thôi. Nhưng bây giờ mình thu nhập 200 ngàn cũng có thể là hết 200 ngàn nhưng không thể dư được. Lý do cái chi phí nó cao. Những năm trước thì lực lượng công nhân nó đông, ví dụ mình bán một ngày ví dụ như là được 100 hộp. Thì bây giờ bán ngày chỉ có 70 hộp thôi. Thu nhập nó kém lại. Thu nhập kém lại và người lao động trên hè phố như bà Ngô Thị Hà thì cũng đành phó mặc con tàu xoay vần. Cô chỉ biết là bán nó ế nó chậm, những cái năm trước bán còn được nhưng bây giờ thấy nó ế nó chậm, mình chả biết nó là tại làm sao. Khách thì vẫn có khách quen, người ta ăn rồi nó cũng ăn quen đấy nhưng mà nó ăn ít đi. Gấp thêm lời giải thích về chuyện sức mua, theo lời của ông Nguyễn Lâm thì mặc dù mãi lực có sút kém nhưng không vì thế để giá cả hạ xuống. Trong đó có những khoản thiết yếu như học phí mà các bậc phụ huynh như ông Lâm không thể thoái thác. Bây giờ ví dụ hồi xưa có thể là 15 ngàn có thể ăn được tô bún riêu nhưng mà bây giờ thì cái tô bún riêu nó phải 20 ngàn hoặc là tất cả những cái đồ ăn á, đồ ăn thức uống nó đều tăng hết. Rồi cộng một cái là cái đáng lo nhất là cái mà học phí nó quá cao. Có thể là không lo nổi cho con học hết những cái năm đại học. Trong bối cảnh vật giá leo thang và mưu sinh ngày càng chật vật hơn, tài xế Võ Văn Đạt nói mong được giảm thuế. Yêu cầu nhà nước là giảm thuế hoặc là điện nước cho người dân cho nó dễ sống hơn. Còn mà cứ nhà nước cứ kiểu vậy thì nhà nước cũng khó sống lắm. Tại vì dân là sống nhờ gì? Nhờ bươn chải làm lao động, mà cứ nhà nước cứ lên hở ra cái lên thuế, lên xăng, lên điện, lên nước. Khi công ăn việc làm cứ mãi khốn khó dằn dai đó, nên cũng không lạ khi Tổng cục Thống kê công bố trong quý đầu năm 2023, bình quân một tháng có gần 20,1 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ đã có thể thu thập thông tin tình báo từ một số địa điểm quân sự của Mỹ và truyền về Bắc Kinh theo thời gian thực, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của chính quyền Biden, NBC News đưa tin ngày 4 tháng 3. NBC dẫn lời hai quan chức cấp cao đương nhiệm và một cựu quan chức hành chính cấp cao của Mỹ cho biết khinh khí cầu tầm cao do Bắc Kinh kiểm soát có thể đã bay nhiều lần qua một số địa điểm trước khi bị bắn hạ vào ngày 4 tháng 2. Ba quan chức cho biết khí cầu có thể truyền thông tin thu thập được về Bắc Kinh theo thời gian thực, NBC đưa tin. NBC dẫn lời quan chức cho biết, xin trích,
Thông tin tình báo mà Trung Quốc thu thập chủ yếu là từ các tín hiệu điện tử có thể thu được từ các hệ thống vũ khí hoặc bao gồm thông tin liên lạc từ nhân viên căn cứ, chứ không phải hình ảnh. Hết trích. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh và Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Lúc vụ việc nổi lên, các quan chức Hoa Kỳ đã giảm nhẹ tác động của khinh khí cầu đối với an ninh quốc gia. Khí cầu mà Bắc Kinh phủ nhận là khí cụ do thám của chính phủ đã bay qua Hoa Kỳ và Canada một tuần vào đầu tháng 2 năm nay trước khi quân đội Hoa Kỳ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Vụ khinh khí cầu của Trung Quốc đã khiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hoãn chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh và làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Vụ việc này đã gây náo động ở Washington và khiến quân đội Hoa Kỳ phải tìm kiếm các vật thể khác không bị radar phát hiện. Hoa Kỳ cho biết ngày 17 tháng 2 rằng họ đã kết thúc thành công các nỗ lực thu hồi ngoài khơi South Carolina để thu thập các cảm biến và các mảnh vỡ khác từ khí cầu do thám của Trung Quốc và các nhà điều tra sẽ phân tích ruột của nó. Các binh sĩ lữ đoàn xe tăng của quân đội Ukraine ở các vị trí gần Bakhmut ngày 3 tháng 4 tuyên bố đã sẵn sàng cho một cuộc phản công mong đợi lâu nay. Một binh sĩ 35 tuổi của lữ đoàn xe tăng tự giới thiệu tên là Poliot nói: mọi người đã sẵn sàng cho cuộc phản công. Tất cả những gì chúng tôi đang chờ đợi là lệnh hành quân và thông tin chi tiết về hướng tiến quân, Bakhmut, Soledar hay bất cứ nơi nào khác. Những chiếc xe tăng chúng tôi sửa không bị gì nghiêm trọng. Chúng tôi khẩn trương sửa chữa chúng và về cơ bản, tất cả xe cộ tại lữ đoàn của chúng tôi đã sẵn sàng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuần trước cho biết một cuộc phản công mùa xuân có thể bắt đầu ngay từ giữa tháng 4. Ukraine hy vọng sự xuất hiện của vũ khí phương Tây bao gồm xe tăng, xe bọc thép, xe tải, đạn dược sẽ giúp nước này có lợi thế trước kẻ thù và điều kiện thời tiết được cải thiện sẽ cho phép quân đội Ukraine tiến lên phía trước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 3 tháng 4 kêu gọi phóng thích ngay lập tức cho ông Ivan Gershkovic, phóng viên của tờ Wall Street Journal có trụ sở tại Moscow, người đã bị cơ quan an ninh FSB của Nga bắt giữ vì nghi ngờ làm gián điệp. Ông Stoltenberg nói với các nhà báo trong một cuộc họp báo ở Brussels Bỉ rằng vụ bắt giữ ông Gershkovic là một mối quan tâm lớn. Cơ quan an ninh FSB của Nga hôm 30 tháng 3 loan báo bắt giữ ông Gershkovic với cáo buộc thu thập thông tin bí mật quốc gia về một công ty quốc phòng của Nga. The Wall Street Journal bác bỏ việc ông Gershkovic làm gián điệp. Tòa Bạch Ốc đã gọi cáo buộc gián điệp với án tù lên tới 20 năm là lố bịch. Quốc hội Malaysia ngày 3 tháng 4 thông qua cải cách pháp lý sâu rộng, loại bỏ án tử hình, giảm số lượng tội danh có thể bị tử hình và bỏ án tù mãn đời. Malaysia đã có lệnh cấm hành quyết kể từ năm 2018 khi lần đầu tiên nước này hứa sẽ bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Theo các sửa đổi được thông qua ngày 3 tháng 4, các lựa chọn thay thế cho hình phạt tử hình bao gồm đánh đòn và phạt tù từ 30 đến 40 năm. Thời hạn tù mới sẽ thay thế tất cả các điều khoản trước đó phạt tù suốt cuộc đời người phạm tội. Các bản án tù chung thân được pháp luật Malaysia xác định là có thời hạn cố định là 30 năm sẽ được giữ nguyên. Theo các biện pháp mới, hình phạt tử hình cũng sẽ được loại bỏ như một lựa chọn đối với một số tội phạm nghiêm trọng nhưng không gây chết người, chẳng hạn như nổ súng, buôn bán vũ khí và bắt cóc. Các sửa đổi được thông qua áp dụng cho 34 tội danh có thể bị tử hình, bao gồm giết người và buôn ma túy. 11 trong số đó được coi là một hình phạt bắt buộc. Hơn 1.300 người đang đối mặt với án tử hình hoặc tù mãn đời, bao gồm những người đã hết tất cả các kháng cáo, có thể yêu cầu xem xét lại bản án theo các quy định mới. Điều phối viên điều hành tại mạng lưới chống tử hình châu Á nói, việc thông qua các sửa đổi là bước đầu tiên tốt để tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình tại Malaysia. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 3 tháng 4 rời Florida bay tới New York trước phiên tòa liên quan đến khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump, cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị truy tố hình sự, sẽ phải làm các thủ tục lấy dấu vân tay và chụp ảnh tại tòa án trung tâm Manhattan vào ngày 4 tháng 4. Các luật sư của ông cho biết ông sẽ không nhận tội. Các cáo buộc cụ thể có trong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn chưa được tiết lộ. Việc làm các thủ tục ngày 3 tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước tòa trong vụ án này. Một quan chức tòa án nói việc làm thủ tục được lên kế hoạch vào lúc 2 giờ 15 chiều ngày 3 tháng 4.
Ông Trump sau đó trở lại Florida và phát biểu tại Mar-a-Lago vào lúc 8 giờ 15 tối cùng ngày, mùng 3 tháng 4, văn phòng của ông cho biết. Ông Trump xuất hiện trước thẩm phán Juan Merchan, thẩm phán này cũng là người chủ tọa phiên tòa hình sự năm ngoái, trong đó công ty bất động sản của ông Trump bị kết tội gian lận thuế. Bản thân ông Trump không bị buộc tội trong vụ án đó. Ông Trump, 76 tuổi, giữ chức tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021 và vào tháng 11 năm ngoái đã phát động nỗ lực tái tranh cử tổng thống 2024 nhằm mục đích loại bỏ tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden khỏi nhiệm kỳ thứ hai. Vụ việc ở New York chỉ là một trong nhiều cuộc điều tra mà ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đang đối mặt khi ông tiến hành một cuộc tranh cử nữa vào Tòa Bạch Ốc. Một công tố viên ở Georgia đang điều tra những nỗ lực của ông Trump bị cáo buộc là nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này. Trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ mô phỏng quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, nhất là cho hệ thống máy tính, đang từng ngày thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi mặt. Công dụng của AI đã thâm nhập vào nhiều khía cạnh trong đời sống của con người, từ bót đánh răng, phân tích cử chỉ tốc độ chơi thể thao ngoài trời qua quả bóng, lái xe mô phỏng để tránh tai nạn giao thông, cho đến theo dõi khí hậu môi trường qua các máy cảm ứng. Từ phục vụ người già, cho những người cao niên khó vận động tay chân, họ dùng những sản phẩm này để làm cho cuộc sống họ dễ dàng hơn. Sản phẩm của chúng tôi là kem đánh răng bên trong bót đánh răng, và nó cho phép những người khuyết tật dùng một tay để đánh răng mà không phải khó khăn lắm. Khi bạn nhấn nút này, kem xịt ra trên bàn chải ở đây, và để nạp lại kem, bạn chỉ cần mở nắp ra và phần này vừa với ống kem bình thường. Sau đó bạn đóng lại và sẵn sàng dùng tiếp. Cái này để trên chỗ đánh răng, nó có sức hút tự tính nên dính như vậy đó. Cho đến hỗ trợ trẻ nhỏ. 70% trẻ con không thích thú với thể thao nữa khi chúng lên 13 tuổi vì không còn vui nữa. Thể thao trở thành những cuộc cạnh tranh nên hầu hết các em chuyển qua chơi game. Chúng tôi kết hợp chơi game với thể thao để giúp trẻ con hoạt động. Đây bao gồm một phần mềm ứng dụng nên bạn có thể tự tạo ra game của mình. Ví dụ một trong những game trong này là thảy cao hơn. Bạn vào trong phần mềm, nó chỉ cho bạn cách chơi game. Cái này bạn cứ thảy cho nó cao hơn mỗi lần bạn thảy, và bạn có thể chơi với người khác. Bạn được điểm khi bạn thảy cao hơn, và cứ tiếp tục như vậy. Tại các nước tiên tiến, AI đang giúp thu nhập dữ liệu môi trường. Trước khi có AI, công ty Alice từng nhiều năm giám sát giao thông và chất lượng không khí cùng một lúc, trong lâu dài, trong thời gian thực, vốn rất quan trọng để biết cách giảm thiểu khí thải và ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn chúng tôi bao phủ thành phố với các thiết bị của chúng tôi, hoặc có thể lấy dữ liệu từ các máy cảm ứng của thành phố, và chúng tôi chuyển hóa các dữ liệu này thành những thông tin mà khách hàng của chúng tôi như các cơ quan chính phủ và công ty giao thông vận tải có thể dùng. Hay giúp nâng cao độ an toàn cho xe cộ. Chúng tôi tạo mô hình giả có thể thử nghiệm các hệ thống hoặc cho thấy trước kết quả xảy ra. Ví dụ, nếu xe điện Tesla hoặc Hyundai là những chiếc xe đang tự lái, chúng phải biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó tự nhiên đâm vào ở tốc độ 60 km hoặc 80 km một giờ. Chúng phải được chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Công dụng đa năng của trí tuệ nhân tạo đang đi sâu vào cuộc sống của con người. Và cuộc đua nghiên cứu AI để tăng trưởng ứng dụng của nó đang hồi cao trào, khiến nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực AI lo ngại về những rủi ro nó có thể gây ra nếu bị lạm dụng hay sử dụng sai mục đích. Hơn 20 nghệ nhân, hàng trăm giờ công và hàng ngàn thân cây, đó là những gì cần thiết để xây dựng lại phần đế và ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà. Những người thợ mộc này đang gấp rút hoàn thiện phần đế. Nó dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 4, đánh dấu đúng 4 năm kể từ khi một trận hỏa hoạn lớn tàn phá nhà thờ Đức Bà. Riêng phần tháp nhọn sẽ hoàn thành vào cuối năm theo kế hoạch. Bộ phận mà bạn đang thấy ở đây là phần đỡ cho sức nặng của cả cấu trúc. Nó là nền tảng cho toàn bộ ngọn tháp.
Giống như những người thợ thủ công khác, Van Berkel trước đây đã từng làm việc tại nhiều di tích lịch sử, nhưng đây là một dự án hoàn toàn khác. Tôi rất biết ơn khi được trao cơ hội này, đơn giản là bởi nó thật kỳ diệu và đặc biệt, và đây chính là cơ hội chỉ tới một lần trong đời. Vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Công giáo được xây dựng từ thời Trung cổ này đã gây chấn động thế giới. Đối với nhiều người thuộc mọi tín ngưỡng khác nhau, đó là một bi kịch. Dự án khôi phục nhà thờ cũng mang tính biểu tượng cao. In 2024, we have two major events in France. We have the organization of the Olympics. Năm 2024, chúng ta sẽ có hai sự kiện lớn tại Pháp. Chúng tôi tổ chức Thế vận hội Olympic vào mùa hè. Và chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ mở cửa lại nhà thờ lớn 5 năm sau vụ hỏa hoạn, tức là vào năm 2024. Tôi thực sự nghĩ rằng danh tiếng của nước Pháp sẽ bị thử thách. Các cuộc hội thảo trên khắp nước Pháp và thậm chí ở Đức được giao nhiệm vụ thực hiện lời hứa đó. Mỗi hội thảo sẽ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Hiện tại, du khách có thể nhìn thấy nhà thờ từ bên ngoài và các hiện vật nhà thờ tại các cuộc triển lãm đặc biệt. Việc xây dựng lại ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà đã được đưa ra tranh luận sôi nổi. Pháp có nên chọn tái tạo tác phẩm trang nhã thế kỷ 19 của kiến trúc sư người Pháp Eugène Viollet-le-Duc hay không? Hoặc dựng lên một cái gì đó hoàn toàn mới? Nhà chức trách cuối cùng đã chọn phương án đầu tiên. If we don't rebuild it as it was, we would break down. Nếu chúng ta không xây dựng lại nó như cũ, chúng ta sẽ phá vỡ sự thống nhất về mặt kiến trúc của di tích và theo một khía cạnh nào đó là tính nguyên bản của nó. Bởi vì tính nguyên bản không chỉ là về khía cạnh vật chất, nó còn là về mặt tinh thần. Và ở đây chúng ta có thể thấy một phần của cả hai. And here we can see a part of both. Việc mở cửa trở lại của nhà thờ Đức Bà hứa hẹn sẽ là một sự kiện toàn cầu. Nhưng đối với những công nhân này, đó sẽ là một nỗi buồn vui lẫn lộn. Kết thúc những năm làm việc chăm chỉ và một chuyến phiêu lưu phi thường. Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề lớn trong việc phát triển kinh tế trên bờ biển Maine khi mà vịnh Maine ấm lên nhanh hơn 98% các đại dương trên thế giới. Chúng tôi đang làm việc với ngư dân để đa dạng hóa thu nhập của họ bằng cách nuôi tảo bẹ trái vụ. Những người làm việc trên biển tại Maine từ xưa tới nay thường rất độc lập. Hầu hết những người mà tôi có thể nghĩ đến đều là chủ sở hữu những chiếc thuyền độc lập, những người làm nghề đánh bắt ở nuôi tôm hùm. Mô hình ASF cho phép mọi người duy trì việc điều hành độc lập, nhưng họ cũng nhận được sự hỗ trợ để dấn thân vào một lĩnh vực mới hoàn toàn khác với đánh bắt tự nhiên. Tôi bắt đầu nuôi vẹ vào năm 2010 và rất nhanh sau đó chúng tôi quyết định trồng thêu tảo bẹ. Lý do chính là bởi đó là cơ hội để làm những điều tích cực hơn nữa cho môi trường. Tảo bẹ được trồng vào mùa đông, đó là một sinh vật phát triển rất nhanh. Vì vậy, chúng tôi trồng tất cả tảo bẹ của mình khoảng 40.000 feet vào giữa mùa thu. Và bên đấy, vào khoảng tháng 10 và tháng 11, chúng tôi chỉ trồng nó trong mùa đông. Chúng tôi duy trì nó trong thời gian đó và sau đó, chúng tôi thu hoạch tất cả vào đầu mùa xuân. And then we harvest it all in the early spring. Chúng tôi giúp ngư dân thuê trang trại. Chúng tôi giúp đối tác của mình tìm kiếm địa điểm, thiết lập trang trại. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về cách trồng tảo bẹ. Chúng tôi có một loại chương trình chuyển giao tảo bẹ tổng thể. Sau đó, chúng tôi cũng trồng tất cả hạt giống tảo bẹ và chúng tôi cung cấp miễn phí những hạt giống đó cho đối tác của mình. Tảo bẹ tốt cho môi trường vì nó giúp loại bỏ một số chất dinh dưỡng dư thừa có trong hệ sinh thái ven biển. Thường thì những chất dinh dưỡng đó là do con người tạo ra, nguồn gốc của con người. Vì vậy, tảo bẹ thực sự hấp thụ những chất dinh dưỡng đó từ nước, có thể giúp cân bằng hệ sinh thái, tạo nên một hệ sinh thái ven biển lành mạnh hơn. Tôi nghĩ điều khiến tôi hào hứng nhất với công việc của mình là tôi có thể thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ những hiểu biết thông thường về hệ thực phẩm và thực phẩm có thể làm gì cho con người và môi trường. Nhờ vậy, có thể nhìn vào bờ biển và thấy chính xác những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt ở mọi nơi khác, có thể sớm hơn 20 năm để chúng ta thực sự có thể làm điều gì đó về nó là điều khá thú vị. Và vì vậy,
Chúng ta cũng có thể, không chỉ giống như một dấu hiệu cảnh báo cho phần còn lại của thế giới, mà còn là ngọn hải đăng hy vọng về cách chúng ta thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hợp lý và có tính ưu tiên. Những thư viện nhỏ miễn phí như thế này có thể tìm thấy ở rất nhiều góc phố khác nhau xung quanh khu vực thủ đô nước Mỹ. Tới với những thư viện mini này, bạn có thể tự mang về cho mình những cuốn sách mà bản thân mình cảm thấy phù hợp, hoặc cũng có thể mang tới đây những cuốn sách của mình để làm phong phú hơn số lượng đầu sách được phục vụ ở đây. Không có thủ thư và ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận bất kỳ thời điểm nào, có thể là trong lúc họ đang đi cà phê với bạn bè, đi chợ thực phẩm hay đi ăn nhà hàng. Đó là một mục tiêu quan trọng của những thư viện mini này. Trong lúc chờ đón con của mình đi học về thì các bậc phụ huynh có thể ghé qua thư viện mini này để chọn cho mình những cái đầu sách truyện tranh cũng như là một số những cái sách giáo dục trẻ nhỏ khác mà có thể hữu ích đối với cuộc sống gia đình của họ. Tùy vào không gian cũng như là địa điểm đặt các thư viện mini mà các đầu sách ở các thư viện này có sự khác biệt. Ví dụ như những thư viện đặt phía bên ngoài các ngôi trường dành cho trẻ nhỏ như thế này thì sách thường là truyện tranh và một số sách về giáo dục trẻ nhỏ. Còn những cái thư viện mini mà đặt phía bên ngoài nhà thờ hay những khu tập trung đông dân cư thì số đầu sách thường tập trung vào các loại sách tôn giáo cũng như là một số tiểu thuyết để phục vụ các cư dân sinh sống quanh khu vực nhà thờ đó. Hệ thống thư viện công ở khu vực thủ đô nước Mỹ được quy hoạch dày đặc. Mỗi khu dân cư khác nhau đều có một thư viện phục vụ hoàn toàn miễn phí với đủ loại sách và ngôn ngữ khác nhau. Bạn đọc có thể tới đây đọc tại chỗ hoặc mượn sách về nhà, hoặc cũng có thể mượn sách online rồi nhận và trả sách theo đường bưu điện rất thuận tiện, hoặc thậm chí là truy cập và đọc online. Nhưng thực tế do cuộc sống bận rộn nên không phải ai cũng có thời gian dành cho sách và việc đọc. Vì thế mà những thư viện mini kiểu này như một lời nhắc nhở mọi người về thói quen đọc sách mỗi lần họ đi ngang qua một góc phố nào đó trong cuộc sống tất bật mỗi ngày. Sau khi đọc xong thì bạn đọc có thể giữ lại nhà những cuốn sách mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì phần lớn mọi người đều đem trả lại những cuốn sách ở đây. Thậm chí là nhiều người còn đem tới những cuốn sách phù hợp để có thể chia sẻ với mọi người những gì mình yêu thích cũng như những gì mà mình có được từ sách. Có thể nói đây là một sự chia sẻ rất là thú vị cũng như là đáng trân trọng, và cũng là một trong những thành quả mà những thư viện mini như thế này đem lại trong cuộc sống thường ngày. Đối với những bạn đọc quá bận rộn, không muốn mang sách về nhà thì trong lúc chờ đợi con tan học, chờ đợi người thân đi chợ hay chờ đợi anh phục vụ pha cho mình một ly cà phê thì họ cũng có thể ghé qua thư viện mini này mấy phút, dở vài trang sách rồi trả lại để tiếp tục với các sinh hoạt của mình. Có thể nói những thư viện mini nơi góc phố này thực sự là những khoảng lặng trong cuộc sống tất bật hối hả hàng ngày. Và những khoảng lặng dù ngắn ngủi đó nhưng nhiều khi cũng đủ để khơi lên tình yêu sách và thói quen đọc sách cho mỗi người. Welcome to English in a Minute. Children love to play. You could say it's their job. But Anna and Jonathan are not children. So how might they use this expression? Child's play. Anna, what are you doing? My robot camera stopped working, so I'm fixing it. Do you even know how? Well, taking it apart was child's play. Yeah, but putting it back together might require an adult with an engineering degree. Child's play describes a simple, easy task. You don't really have to think about what you're doing. You just do it. And that's English in a Minute.